Các bạn thân mến, hôm nay mình chia sẻ với các bạn một vấn đề cũng rất nhiều bạn quan tâm, đó là viết chữ hoặc là làm những cái logo trên phần mềm của Photoshop. Thì trước hết các bạn khởi động phần mềm lên này. Các bạn vào File, vào Lưu. Thế trên đây nó hiện lên những cái bảng này là những bảng mà thông số về khung hình. Ví dụ như các bạn là thích hình vuông thì các bạn điều chỉnh ở đây. Ví dụ 300 với 300. Còn đây là mình điều chỉnh theo cái khung hình HD, tức là khung hình quảng cáo đó các bạn. Tức là chiều ngang này, chiều dọc này là 900, chiều ngang là 603 là chuẩn luôn các bạn. Và 150 này, 150 pixel nó là cái đó, các bạn cứ chỉnh như vậy, các bạn cứ chỉnh như này là chuẩn này, 8 bit không, như này các bạn không phải chỉnh gì đâu. Còn đây là cái tên của cái sản phẩm này. Bạn nhấn OK. Đó, khi mà nó lên được cái khung này thì các bạn muốn cho zoom cho nó nhỏ vào. Đó, thì các bạn nhấn vào cái kính này được. Đó, nhấn vào cái kính này được. Hoặc là các bạn ấn vào ấn phím Ctrl trừ. Đó, Ctrl trừ, hoặc là nhấn vào cái kính này, biểu tượng cái kính này là cho to nhỏ được. Đó, tiếp theo các bạn, bây giờ các bạn viết chữ này, các bạn viết chữ thì các bạn vào chữ T này. Đó, các bạn chuột phải vào nhé, chuột phải vào chữ T. Ở đây nó có 4 hàng thì 2 hàng là chữ hàng dọc, mà cái đấy là mình ít sử dụng đó các bạn. Thường là mình chỉ sử dụng cái này, cái dòng trên cùng này. Cái tiếng Anh mình cũng biết, cứ nói các bạn là cái hàng trên cùng này. Đó, các bạn chuột trái vào. Đó. Các bạn viết chữ này, chuột trái các bạn muốn tích vào chỗ nào các bạn tích đấy là chuột trái này. Đó, khi nó đã có cái điểm này rồi thì các bạn có thể viết chữ bình thường này. Đó, mình viết làm ví dụ như là karaoke chẳng hạn này. Đó, khi mà kết thúc các bạn viết chữ rồi. Đó, thì các bạn lưu ý như này nhé, các bạn lưu ý này, nhìn sang cái mũi tên ở trên này, đây là chữ T này, nó có cái in hình đậm đây, tức là đang sử dụng cái thao tác vào cái viết chữ này. Mà bây giờ các bạn khi kết thúc rồi thì các bạn phải di chuyển lên đây, đây chính là cái ký hiệu để các bạn di chuyển cái mũi tên và dấu cộng này. Đó, các bạn chuột trái vào. Đó, khi nó in đậm lên tức là cái thanh công cụ này bắt đầu nó đang thực hiện, thì các bạn cũng có thể di chuyển được cái chữ này. Đó, bây giờ các bạn có thể di chuyển nó bất kỳ một cái địa điểm nào mà các bạn muốn. Tiếp theo này, các bạn nhìn sang bên đây. Đó, khi mà cái layer này nó đã hiện lên chữ là karaoke. Đó, tức là cái phần mềm này nó đã ưu tiên cho cái layer này. Thì bây giờ các bạn có thể tự chỉnh được. Thứ nhất là các bạn chỉnh về màu của chữ này. Đó, bên đây các bạn nhìn cái bảng bên đây nó hiện này, cái màu này. Đó, các bạn nhấn vào màu này. Đó, bây giờ ví dụ mình thích một cái màu vàng chẳng hạn này. Đó, nhấn vào này, OK. Đó, màu vàng. Tiếp theo này, tiếp theo là kiểu chữ này. Đó, kiểu chữ này, thì cái kiểu chữ này trong cái phần mềm này thì nó chỉ có những, nó tích hợp tất cả những cái phông chữ mà ở máy tính các bạn có. Nếu như các bạn chưa tải cái phông chữ của tiếng Việt mình ấy, thì các bạn lên tải về. Còn đây thì mình tải về rồi, thì tải cái phông chữ này nó đơn giản thôi. Thì cái phông chữ này là nó có hai cái dạng phông chữ, một là cái VN, hai là cái UTM này. Đấy, thì mình tải UTM này, thì cái phông chữ này là người ta đã soạn thảo sẵn cho các bạn rồi, các bạn chỉ việc lên tải miễn phí luôn.
mà về cài đặt ở trong máy là các bạn sử dụng được. Thì ở đây nó có rất nhiều chữ, nhiều kiểu phông chữ để cho các bạn lựa chọn. Đó. Thì đây ví dụ như mình chọn cái phông chữ này. Đó. Đấy, nói về phông chữ nhé, thì các bạn điều chỉnh lên đây. Hai là về kích cỡ chữ, các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Đó, chữ T đây. Trên đấy ngó. Đó, các bạn điều chỉnh nhé. 36 ví dụ như mình muốn to là 48 này. Đó. Thế nhưng mà để mà các bạn mà điều chỉnh theo ý các bạn, có thể to nhỏ, cao thấp, dài ngắn, thì mình khuyên các bạn sử dụng cái tính năng ở cái bàn phím, tức là ấn cần can, giữ ấn Ctrl, giữ phím Ctrl, ấn chữ T, bạn nhớ nhé, giữ Ctrl, ấn chữ T. Đó. Khi nó đã hiện lên cái điểm để cho các bạn điều chỉnh rồi thì các bạn có thể điều chỉnh được. Bây giờ ví dụ như các bạn muốn kéo dài ra. Đó, đây là các bạn muốn kéo dài. Đó. Các bạn muốn kéo rộng ra. Đó. Giờ. Đó, ví dụ vậy. Hoặc là ở bên ngoài các bạn quan sát bên ngoài nó có một cái cung ở góc này. Đó, nó có hai đầu mũi tên để cho các bạn có thể xoay. Đó, xoay được. Đó, các bạn có thể xoay. Xoay lên xoay xuống được. Đó. Khi các bạn đã cảm thấy ưng ý rồi về cái chữ này, về kích cỡ chữ này rồi, thì để xóa những cái điểm chốt này đi thì các bạn ấn Enter. Ấn Enter. Đó. Ấn Enter thì nó sẽ mất đi. Tiếp theo này. Tiếp theo là các bạn bây giờ phải, nếu mà đọc cái chữ này thì nhìn nó rất là mờ mà nó không có cái độ nét. Mà muốn có độ nét thì các bạn cần phải có cái viền chữ, đúng không nào? Vậy thì làm thế nào để có viền chữ? Thì đây các bạn quan sát đây nhé. Nhìn xuống phía bên dưới ở phía tay phải. Đây, nó có cái hàng ký hiệu đây. Thì các bạn nhìn này, đây nó có chữ FX này. Đấy, ở hàng gần cuối cùng này. Đó, các bạn nhấn vào chuột trái nhé. Đó. Khi nó hiện lên cái bảng như này rồi thì các bạn cứ đếm từ trên dưới này. Đó, là cái phần thứ ba. Sờ chốc nhé. Sờ chốc. Đó, các bạn nhấn vào. Còn những cái phần khác các bạn không quan tâm, các bạn cứ nhấn vào sờ chốc là được. Đó. Thì khi các bạn nhấn vào sờ chốc, nó sẽ hiện lên cho các bạn một cái bảng như thế này. Và đây các bạn quan sát bên đây. Đó, chữ đã bắt đầu có led rồi, đúng không nào? À, bắt đầu là nó đã có viền rồi, phải không? Thì đây chính là cái điều chỉnh viền to hay nhỏ. Đó, đây các bạn chỉnh ở cái thanh trượt này. Chữ sai này. Đó, thấy chưa? Đó, các bạn có thể chỉnh theo ý của mình. Các bạn chỉnh to thì nó sẽ thành cả một cái nền luôn. Còn không thì các bạn chỉ cần chỉnh thế này. Cái độ vừa phải thì để lấy cái độ viền của chữ. Đó. Tiếp theo này. Ở dưới đây là màu viền. Đó, các bạn có thể là tùy ý chọn cái màu viền. Các bạn nhấn thẳng vào viền này. Nhấn thẳng vào cái màu này. Chuột trái vào. Đó, ở nơi nơi nó hiện lên tất cả các màu. Các bạn có thể thích màu đậm, màu nhạt gì hoặc màu gì các bạn đều có thể được. Đó, các bạn có thể điều chỉnh đây. Ví dụ như mình thích màu đỏ. Đó, nó hiện màu đỏ này, không? Đấy, mình thích cái màu đen này. Đó, nó lên màu đen. Thích màu xanh này. Đó, nó lên màu xanh. Thích màu xanh này. Đó, thấy không? Đó. Xong rồi các bạn lựa chọn theo ý mình rồi thì các bạn sẽ nhìn nó ấn này. Ấn OK. Đó, thì nó đã cho bạn một cái viền màu theo ý các bạn này, to nhỏ và màu sắc theo ý các bạn. Tiếp theo nữa này, các bạn nhìn xuống dưới này, ở cái hàng chữ cuối cùng, mình không biết tiếng Anh, mình không tiếng Anh mình kém nên mình cứ nói các bạn là cái kéo xuống cái chữ cái hàng cuối cùng này, the rock này. Đó, các bạn lưu ý không tích vào cái ô vuông này. Đó, nếu các bạn tích vào cái ô vuông này thì các bạn không sử dụng được, không thể điều chỉnh theo ý muốn được, mà các bạn phải nhấn vào chữ này. Mình nói thật các bạn là trước đây mình cũng rất muốn làm, mà các bạn ở trên các bạn chia sẻ nhưng các bạn không nói rõ cho mình biết,
đâm mình rất loay hoay mà mình tích vào cái này, mình cứ nghĩ là tích vào cái ô này là để mình làm, nhưng cuối cùng tích vào mình không thể làm được, mình không biết cách nào mình xoay sở. Thế mà cái video thì cứ tua đi tua lại, trong khi đó các bạn làm cứ nhanh, cứ nhoáy, mình không thể nào mình theo được. Mình kể cả đến lúc mình tua chậm đi mình cũng không thể làm theo các bạn được. Thế nói thật với các bạn là với mình ấy, không chia sẻ thì thôi, nhưng chia sẻ là các bạn một lần các bạn làm được và mình làm rất kỹ. Có thể các bạn nói cho rằng là mình nói nhiều, nhưng mà thực sự nói là mình rất muốn là không chia sẻ thì thôi, chia sẻ là các bạn phải làm được, làm một lần là được. Đó. Các bạn nhớ nhá, lưu ý này, ấn thẳng vào chữ này, nhấn thẳng mũi tên vào chữ này. Đó. Thì trên đây nó có cái bảng này, thể hiện này. Thứ nhất này, đây là cái độ nét của chữ này. Đó, cái thanh phạt đầu tiên này, nó đang ở chế độ 75 này. Đó, các bạn lên 100 này. Đó. Đó. Đây là cái màu này, đó, cái màu viền, cái màu của cái bóng này, để mình đánh bóng nhá. Thì đây các bạn quan sát bên dưới này, nó có một cái đồng hồ, biểu tượng như một cái đồng hồ có cái kim này để các bạn chỉnh. Cái kim này có tác dụng gì? Có nghĩa là các bạn có thể chỉnh cái bóng của các bạn thích ngả về chiều nào. Đây ví dụ mình thích ngả về chiều này. Đấy nhá, đó. Tiếp theo này, ở dưới này cần gạt tiếp theo này. Cần thứ nhất này, các bạn chỉnh này. Đó, các bạn thấy bóng chưa? Đấy, bóng to, bóng dài, bóng ngắn. Bóng sâu hay bóng nông nó ở cái thanh trượt đầu tiên này. Đó. Và đây các bạn lưu ý nhé, các bạn để ý này. Đây mình làm rộng này để các bạn dễ quan sát. Đây các bạn quan sát cái kim này, kim đồng hồ nhé. Đó, mình đưa sang đây. Đó, thì có phải là cái bóng này đã chuyển sang đây không? Đó. Thế mình chuyển di chuyển cái kim này sang đây. Đó, thì cái bóng đã sang đây. Thấy chưa? Thế thì các bạn tùy chỉnh thôi, các bạn cứ chỉnh thoải mái, chẳng sợ hỏng, chẳng sợ làm sao cả. Các bạn cứ chỉnh thế nào nó vừa ý các bạn nào được. Tiếp theo này, đây là cái độ đậm nhạt của cái bóng này. Đó, đây là. Đó, đậm nhạt các bạn thấy chưa? Đó, các bạn đã thấy nó đậm nhạt chưa? Đó. Còn cái này là cái độ gai mờ. Đó, mờ của bóng này. À, thì các bạn cứ chỉnh thế nào theo ý các bạn là được. Còn đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn là cái cách để các bạn biết được cái cách để các bạn làm. Khi các bạn đã điều chỉnh cảm thấy ưng ý rồi, các bạn nhấn vào OK. Đó. Đó, nếu có chữ này, nếu các bạn mà cảm thấy là ưng ý rồi, không cần điều chỉnh nữa thì thôi. Còn có các bạn cần điều chỉnh cái phần nào, các bạn tiếp tục lại vào. Mình nhắc lại nhé. Màu chữ này, ấn vào đây này. Đó. Bây giờ mình chuyển sang màu đỏ này. Đó, thấy không? Ấn OK. Cỡ chữ này. Cỡ chữ thì các bạn nhấn Ctrl T. Giữ phím Ctrl. Ấn phím T, chữ T thì nó sẽ hiện lên để cho các bạn điều chỉnh. Ctrl T, đó. Thì các bạn có thể điều chỉnh này. Cỡ chữ này, to nhỏ, này, dài ngắn, cao thấp là điều chỉnh theo ý các bạn được. Thế còn ban đầu các bạn điều chỉnh ở đây thì nó chỉ có cỡ to nhỏ thôi, nó không điều chỉnh nữa. Ví dụ như là mình thích dài, thích nhỏ. Ví dụ bây giờ mình thích nhỏ, chiều ngang này. Đó. Mình lại thích dài cái chiều này. Đó. Thì có phải chỉnh theo ý các bạn không? Khi các bạn đã điều chỉnh mà nó ưng ý các bạn rồi, thì các bạn nhấn Enter. Ấn nút Enter. Thì nó sẽ xóa cái những cái mấu chốt đi. Đó. Khi các bạn chỉnh xong rồi, còn tiếp tục các bạn muốn chỉnh nữa thì các bạn vẫn có thể chỉnh được. Cỡ chữ này, màu chữ này, phông chữ này. Phông chữ thì ở đây. Đó, bạn nhớ chưa? Và tiếp theo này, các bạn muốn viết chữ tiếp thì các bạn lại nhìn trong đây. Bây giờ cái hình nó đang in đậm này, di chuyển nó đang in đậm. Bạn muốn viết chữ và nhấn vào chữ T này. Đó. Bây giờ ví dụ mình viết thêm là bài hát. Đó, bạn nhấn chuột trái vào nhé. Khi nó đã hiện lên cái điểm này rồi, tức là nó cho phép bạn viết chữ. Đó, bây giờ mình viết một cái bài tên bài hát chẳng hạn. Mình viết cho bài ca dao chẳng hạn. Đó. Và lại nhắc lại các bạn này, khi các bạn kết thúc viết chữ rồi thì các bạn quan sát lên đây. Cái hình chữ T nó đang in đậm. Mà bây giờ các bạn muốn di chuyển hoặc thao tác một cái thao tác khác, các bạn lưu ý, bạn cần thao tác một cái thao tác khác thì các bạn phải nhấn vào đây, nhấn vào cái di chuyển này để
để di chuyển chữ đã. Đó, dấu cộng và mũi tên, khi nào cái này nó in đậm lên tức là cái công cụ này bắt đầu hoạt động. Và các bạn nhìn sang bên trái bên đây, bên phải bên đây, đấy, cái phần mềm này tất cả những cái layer này, tức là lớp từng lớp một này, phần mềm này nó sẽ ưu tiên những cái layer nào là để thao tác thì nó đưa lên trên này. Đó, và nó in, nó nổi hẳn cái chữ này để cho các bạn thao tác. Đó, đó. Thế bây giờ bạn, đó, bạn muốn điều chỉnh cái chữ karaoke này, ca dao này. Đó, các bạn điều chỉnh này. Thế bây giờ chúng lại tiếp theo, ví dụ như các bạn lại không thích cái màu đỏ này, các bạn lại tìm một cái màu khác. Các bạn lưu ý nhé, khi mà các bạn muốn thay cái màu này thì các bạn phải quan sát đây, cái này nó đang ở cái ưu tiên ở cái chữ ca dao này, các bạn mới điều chỉnh được nhé. Chứ còn nó mà ưu tiên ở cái này các bạn sẽ không chỉnh, nếu các bạn chỉnh cái màu này thì nó ra cái màu karaoke ngay. Các bạn lưu ý nhé, để chỉnh cái màu chữ này, tất cả những cái thao tác về cái chữ karaoke này thì các bạn phải nhìn theo đây, đây nó đang ưu tiên karaoke này thì các bạn không chỉnh được. Thì để chỉnh được cái chữ ca dao này các bạn phải chuột trái vào đây. Đó, khi nó lên được cái hình khung này rồi, cái màu đậm này rồi thì các bạn mới điều chỉnh được cái chữ này. Đó, bạn lưu ý nhé. Còn nó ở cái karaoke này thì các bạn không điều chỉnh được, mà các bạn thay cái màu này thì nó lại ra cái màu karaoke. Đó, bạn nhớ nhé, mình chia sẻ các bạn rất kỹ càng luôn, là một lần các bạn làm được luôn, các bạn không bị nhầm. Đó nhá. Đó thì bây giờ các bạn có thể là chỉnh cái màu chữ này. Đấy, bây giờ nó đang là cái màu hồng đậm này. Thì bây giờ các bạn có thể thích, mình bây giờ mình thích cái màu xanh lá cây chẳng hạn. Đó, chuyển sang màu xanh lá cây chưa? Các bạn thích màu thì các bạn nhấn OK. Tiếp theo này. Tiếp theo là kiểu chữ này. Đó, kiểu chữ đây, các bạn vào đây. Đó, bây giờ mình không thích cái kiểu này, mình lại thích cái kiểu khác. Mình thích cái chữ này chẳng hạn. Đó. Bây giờ nó chuyển cho bạn một cái phông chữ khác. Đó, bạn thích cái phông chữ gì thì các bạn tùy các bạn chỉnh thôi. Đó. Tiếp theo này, cỡ chữ này, các bạn lại nhấn này, giữ Ctrl ấn phím T, chữ T. Đó, khi nó đã lên những cái khung này rồi thì các bạn có thể tùy chỉnh. Đó, bây giờ các bạn kéo rộng ra này, kéo dài ra này. Đó, cho nó cân nhau chẳng hạn thế. Đó. Đấy, các bạn có thể di chuyển lên xuống này. Đó. Các bạn có thể cho to này, rộng ra này, hẹp đi này. Đó, có thể xoay. Đó. Khi các bạn đã điều chỉnh ưng ý rồi về cái khoảng cách này, rồi là chiều dài chiều rộng chữ rồi, thì các bạn xóa cái khung này đi bằng cách là ấn enter. Đó, ấn enter nó mất rồi. Thì bây giờ các bạn lại muốn có thể là chỉnh cái gì các bạn chỉnh nhá. Tiếp theo này, lại nhắc lại lần nữa, để in cái viền chữ này các bạn quan sát, nhấn vào Fx này. Đó, nhấn vào sờ chốc này. Đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, đã lên cái viền này. Đấy, thế các bạn có thể chỉnh to này, nhỏ này. Đó. Màu này. Đó. Mình thích màu nâu này. Đó. Hoặc thích màu đỏ này. Đó. Thích màu vàng. Đó. Bạn thích màu gì các bạn cũng có thể tự chỉnh xong. Ưng ý rồi các bạn nhấn OK. Đó. Và tiếp theo này, để làm cái chữ này cho nó có bóng này, các bạn lại kéo xuống dưới cuối cùng này, drop này, nhấn vào chữ nhé, không nhấn vào cái dấu tích nhé. Đó, thì đây các bạn có thể điều chỉnh. Đó. Cho led nhé. Đó. Đó, tùy. Xong các bạn nhấn OK. Đó, như vậy là các bạn, là mình đã chia sẻ các bạn về cái cách viết chữ. Các bạn tiếp tục viết theo thì các bạn lại tiếp tục nhấn vào chữ T này, viết xuống dưới này. Đó. Còn khi các bạn muốn kết thúc rồi, các bạn cảm thấy ưng ý rồi,
thì giờ đến cái là ví dụ cái khung này, cái khung nền này nó to, các bạn muốn cho nhỏ thì các bạn nhấn vào đây quan sát này, nhấn vào cái ký hiệu cái cắt này đó, là cái cắt này. Đó, khi bạn nhấn vào thì ở đây nó đã chia cho các bạn ở 6 điểm, 8 điểm. Đây, các bạn muốn nhỏ này. Đó, các bạn muốn nhỏ nữa này. Đó, thấy chưa? Khi ứng ý rồi thì các bạn nhấn Enter. Đó, cho nó hết đi. Tiếp theo này, ở đây nhá, nó vẫn còn những cái, vẫn còn những cái điểm này. Là tại sao nó còn cái điểm này? Các bạn nhìn quan sát đây. Ở đây. Đấy, đây bây giờ nó đang ưu tiên cái cắt. Nó có cái hình, có cái màu đậm ở đây. Các bạn muốn xóa cái này đi. Các bạn bây giờ nếu mà cứ để thế này các bạn không chỉnh được. Bây giờ các bạn muốn chỉnh thì các bạn lại phải quay về đây. Đó, mũi tên này. Đó. Bây giờ nó ưu tiên cái điều chỉnh này. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể là điều chỉnh chữ, điều chỉnh tất cả các thứ, mọi thứ nhé. Đó, thì bây giờ là chữ thì hoàn thiện rồi. Thế bây giờ đến cái đoạn mà quan trọng là các bạn xuất này, xuất cái ảnh này ra. Thì các bạn vào file. Đó. Các bạn xuất ra nó có nhiều định dạng. Thứ nhất, các bạn muốn xuất ra để lấy một cái ảnh gốc của cái này. Lấy ảnh gốc này để làm gì? Tức là những khi mà các bạn làm, đang làm dở, các bạn bận. Nếu như các bạn không lưu lại được cái này thì các bạn lại phải làm lại từ đầu. Đó, lại phải làm lại từ đầu. Thế nhưng mà để tiết kiệm thời gian mà cần phải điều chỉnh thêm thì các bạn hãy lưu lại cái file gốc này. Đó, lưu lại cái file gốc này để lần sau bạn tiếp tục làm lại có thể điều chỉnh lại bình thường như là điều chỉnh bình thường. Còn nếu như các bạn không xuất được cái file gốc này ra thì các bạn lại phải làm lại từ đầu. Đó, thì đây các bạn xuất để lấy cái file gốc này ra nhé. Thì trên cái hàng nó có hai cái chế độ xe này. Xe tức là xuất đấy. Thứ nhất là cái hàng trên này, cái phím tắt của nó là Ctrl Z, Ctrl S. Đó, các bạn có thể là ấn trên bàn phím Ctrl S thay vì các bạn phải vào file này. Đó, thì bây giờ mình vào file này, nhấn này. Đó, bây giờ các bạn xuất ra này. Đây, các bạn đặt tên cho nó là cái gì? Ví dụ mình đặt tên là ảnh nhé. Ca ra. Đó, các bạn cứ đặt thế nào để các bạn nhớ là được. Mình đặt thế để là gọi là biểu tượng của các bạn thôi. Các bạn muốn đặt tên cái gì là tùy các bạn. Và quan trọng đây này, ở cái phần cuối này, ở cái phần dưới này, đây là cái đuôi cái ảnh xuất ra các bạn nhé. Đó, đây là cái file gốc của nó, Photoshop này. Đó, PSD này, PDD này. Đó, các bạn để nguyên như thế này thì các bạn share ra, nó sẽ cho bạn một cái file gốc. Và cái file gốc như thế này nó sẽ ra cho các bạn file như thế này. Và khi các bạn muốn tiếp tục làm thì các bạn lại đưa cái file này vào cái phần mềm này thì các bạn lại làm lại như từ đầu, coi như là lại tiếp tục làm, chỉnh sửa tiếp tục. Còn nếu như các bạn không có cái file gốc này mà các bạn cho ra một cái ảnh như thế này thì các bạn không chỉnh sửa nữa. Đó, đó nha, các bạn xuất này. Đó. Còn bây giờ nếu như các bạn muốn xuất cái này khi mà cái sản phẩm này các bạn làm ra, các bạn ưng ý rồi, các bạn cảm thấy là được rồi, có thể sử dụng rồi, không cần phải làm lại nữa, không cần chỉnh sửa nữa, thì các bạn xuất ra cũng vào file này. Và đây này, các bạn share đây cái dòng này nhé, share AS này. Tức là cái phím tắt của nó là Shift này, Ctrl S. Đó, thì các bạn ấn như vậy. Thì đây ảnh camera này. Thế nhưng quan trọng nhất này, các bạn phải đổi cái đuôi này. Nếu như bạn để cái đuôi này thì nó lại ra cái hình này. Đó, nó lại không ra cái sản phẩm cho các bạn. Nên các bạn phải đổi này. Các bạn nhấn vào mũi tên đây nhé. Nhấn vào mũi tên này. Đó, ở dưới đây có rất nhiều chế độ để cho các bạn lựa chọn. Thì nó có
ba cái vấn đề là mình quan tâm, còn tất cả những cái dữ liệu này mình không quan tâm. Nó có cái thứ nhất là ở đây cái đuôi này F đó, đó. Đây nhé, PNG. PNG đây là nó cho ra một cái ảnh của các bạn là ảnh rộng, tức là đây, tức là cái ảnh rộng, tức là khi mà các bạn đưa vào một cái phần mềm hoặc là bạn đưa vào một cái ảnh nào đó thì nó không có cái nền này, à, nó mất cái nền này đi, nó chỉ có chữ không, đó là ảnh rộng. Thế còn nếu như các bạn muốn lấy ảnh đặc, ví dụ như một cái ảnh bình thường như này, lấy một cái ảnh đặc thì các bạn lại phải lấy cái đuôi này. Đấy, các bạn nhớ nhé, lưu ý nhé. Đấy, JPG. À, đây. Đấy, JPG đây. Đấy, JPG này thì nó cho ra các bạn một cái ảnh đặc, tức là nó có cả cái nền này luôn. Đấy, các bạn đưa vào đâu nó có nguyên một cái nền này. Thế còn các bạn muốn đọc cái chữ này thôi, các bạn không có cái nền này, thì các bạn sẽ phải lấy cái đuôi. Đó, đuôi đây. Đấy, PNG đây, PNG. Thế nhá. Đấy, mình cần cái này, cái chữ, đọc chữ không, mình không cần nền thì mình lấy cái đuôi này. Các bạn share ra, ấn OK. Đó, bây giờ mình thí điểm mình lấy cái file mình, bây giờ mình xóa này đi, mình lại đưa cái file gốc của nó vào để cho bạn xem nhé. Đó, bây giờ mình đưa cái file gốc vào. Open file. Đây, ảnh cara này. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Đó, đây bây giờ các bạn đã có thể điều chỉnh này. Đó, các bạn đã di chuyển chữ. Đấy nhá. Đó, tiếp tục sử dụng. Đó, tiếp tục coi như là làm tiếp. Đó, ví dụ các bạn có thêm ảnh hoặc thêm cái gì vào. Đấy, ví dụ vậy. Thì bài hôm nay mình chỉ chia sẻ với các bạn vậy thôi. Còn cái phần mềm này thì nói thật các bạn là nó có rất nhiều tính năng để cho các bạn làm. Nó không chỉ đơn thuần là viết chữ, các bạn có thể là tạo logo, tạo cho mình cái logo, hoặc là các bạn có thể chỉnh sửa ảnh, những bức ảnh có sẵn, ví dụ như là điều chỉnh về màu sắc hoặc là thêm bớt những cái dữ kiện phụ đi, các bạn có thể thêm vào được. Còn tất nhiên là để làm được như vậy thì các bạn phải trải qua rất nhiều bài các bạn mới có thể làm được. Tại vì nói thật là đây là mình gọi là chia sẻ tắt thôi, nhưng còn để các học cơ bản thì các bạn phải học từ đầu đến cuối, học hết tất cả những cái thanh công cụ này, tác dụng của nó như thế nào, và còn nhiều cái vấn đề để tất cả những cái này các bạn cần phải học. Nhưng ở đây thì mình chỉ chia sẻ các bạn, đôi khi các bạn cũng không cần thiết phải là học tất cả, các bạn chỉ cần ví dụ như mình, các bạn làm karaoke, các bạn muốn cần làm cho mình cái tiêu đề bài hát, hoặc là mình muốn làm cái logo cho bản thân mình cũng không mua mà cũng không muốn mượn quá, mình làm theo ý của mình thì các bạn sẽ làm. À, đây là mình cũng lại chia sẻ cho các bạn để các bạn làm một lần được ngay, các bạn không cần phải học nhiều làm gì. Đấy, thì cái video này mình chia sẻ với các bạn như vậy, thì mình mong rằng là các bạn đừng quên là đăng ký kênh hoặc là share like. Thì thực tế thì nói các bạn thông cảm là bây giờ mình ra ngoài đường, ví dụ như ai giúp đỡ mình cái gì đó thì mình cũng đừng tiếc một lời cảm ơn cả. Thì bây giờ ví dụ như là mình chia sẻ các bạn thì mình cũng không dám yêu cầu gì, nhưng mình cũng mong rằng là các bạn cũng cho mình một cái, đừng tiếc mình một cái nút nhấn đăng ký hoặc là share like để làm cái động lực mình là tiếp tục làm. Và có vấn đề gì các bạn cần muốn tư vấn chia sẻ thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ giúp các bạn trong phạm vi có thể. Còn bây giờ thì xin chào các bạn. Còn những video sau mình sẽ làm những cái video nó nâng cao hơn để cho các bạn cần có những cái sản phẩm nó cao cấp hơn, thì để những video sau mình sẽ chia sẻ các bạn. Bây giờ xin chào, xin cảm ơn các bạn.